机里响起那一首歌，你和我同时哼起一个段落，阳光正明媚着，树被风翻页了，正好与你的生命重叠在这一刻。从此我们有了各自的故事，也有了各自轨道里小宇宙的心事。或许在梦想太闪耀的城市，会忘了会丢了那无忧无虑的日子。小时候的陪伴从不会消失，久久的深爱你不完美却美的部分。买买một tình yêu tập 18. Tưởng Dực, Tưởng Dực, cậu sao vậy? Hôm nay tôi chọc gì cậu chứ? Sao cậu thấy tôi lại chạy vậy? Cứ vậy mà đi à? Tưởng Dực, cậu nói chuyện đi chứ. Tưởng Dực, có chuyện gì vậy? Con cũng không biết. Chú gì? Vậy con về đây. Đi từ từ nha. Lão Tưởng sao vậy? Trang diễn câu thứ ba đếm ngược trong quyển toán mẫu cấp 3 viết sao vậy? Giải thích cho tôi đi. Cậu đợi chút. Cậu kêu cái gì vậy? Mình đâu có nằm mơ. Nè Lão Tưởng, cậu không bị cái gì kích thích chứ? Cậu nhanh lên, đừng linh tinh nữa. Tôi đang chờ nè, nhanh lên. Nó ở đâu? Cậu nghe nha. Đồ thị hàm số y bằng 4x cộng 3 theo vector A để được y bằng 4x. Silic là nguyên tố phi kim, chủ yếu là SO2 và tồn tại dưới dạng silicate. Silic dioxide là hợp chất quan trọng nhất của silic. Silic dioxide tự nhiên còn được gọi là silica, có độ tinh khiết cao. Chính là tinh thể mà chúng ta quen thuộc. Trang Yên, hoa hảo là mà? Đúng rồi, hả mẹ? Wo dou huan hao le, ni ge da nan ren mo mo ji ji de gan ma na? À. 不是我说。咱俩这么多年交情，你能不能放我一马？不行，我看看，这不挺好看的吗，小粉？这多丢人，可是慢呀！哎，行了行了，不行，你答应的，你说必须陪我穿情侣装的。算了，饶我一次。不行，长得就是这种 feeling， 就是要这种穿，就是。服务员，结账。哎呀！哎，能不能麻烦你稍微快一点？我看你那单子上面也有拼图，咱要不去玩拼图吧？那我擅长。不行，你一个都逃不掉。
不是，那就按你这么个加法，咱们得加到过年去了。姑姑，你来啊！con ăn no rồi, đi học đi. Nhậm Khâu Tì, Quách Dục Đức, Tưởng Dực. 如果我要是把那个最大的给加出来了，我是不是就能把衣服给换了？có thể thông báo điểm của bạn học sinh này, Tưởng Dực, 102 điểm. 看好了。Đi đâu đó? Đi vệ sinh à? Tôi là thiên tài. Tôi thi được 102 điểm. Hoàng Danh Tử, tôi là thiên tài. Sao nữa? Quay đi vào à? Chào buổi sáng. Chào. Cảm ơn. Sao cô dậy sớm vậy? Anh không phải đến để ngắm bình minh hay sao? Sợ anh bỏ lỡ. Cô không phải là không ngủ đó chứ? 之前是吃食堂，现在住老蒋家。我那个泡面煮的那叫一个炉火纯青。还煮泡面？在蒋一家，狗粮就把你喂饱了吧。Tôi muốn hỏi anh một chuyện. 你知道？ Chuyện gì? 那不然。Trước đây anh làm rất nhiều gì? 约会啊。Giống như chơi cờ, học cách làm cá bò. 口红送他。Đi tàu lượn siêu tốc. 那你又以为以老蒋的？Những việc này đều không giống gì mà anh có hứng thú. 是谁？Sao anh lại làm những việc đó? Nếu tôi nói đây không phải là mong muốn của tôi thì sao? Không phải là mong muốn của anh. Vậy tại sao anh lại liệt kê chúng trong danh sách ước nguyện đó? Trước đây cô đã hỏi tôi khi nào cuốn tiếp theo sẽ được phát hành. Thật ra tôi đã bắt đầu viết nó từ lâu rồi. 10 năm trước đã bắt đầu. Nhưng 10 năm này, những việc gì cũng phải là đầu tiên. Tôi không thể viết được một từ nào. Theo tôi thấy, anh đã viết được cuốn sách hay nhất rồi. Hoàng Lâu là ai, tôi cũng không phục thù. Chỉ cần bạn muốn thử sức, thì chắc chắn sẽ làm được. Tôi tin rằng lần này bạn sẽ thành công. Lúc nhỏ tính cách của tôi rất kỳ lạ, khó khăn, không thích chơi cùng người khác. Cho nên suốt ngày nhốt mình trong phòng viết chữ. Sau này tôi mới hiểu những điều thật sự tốt đẹp nên được chia sẻ với bạn bè. Cho nên tôi rất hâm mộ cô, bởi vì cô có những người bạn ở Hàng Tiên Thành. Bây giờ tôi cũng là bạn của anh rồi, nhưng người mà tôi hâm mộ nhất bây giờ là Tưởng Dực. Tôi muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn. Cái gì vậy? Thiên Liệu chia tay à? Phê, đang nói gì vậy? 哪有第一天谈恋爱就搁家里拼拼图的？đánh mạnh thiệt đó. 你再给我看看他的眼睛。cảm ơn cô. cảm ơn tôi gì chứ? bởi vì gặp được cô, tôi mới có thể hoàn thành tất cả những gì tôi muốn. 哎，对了，大家记着啊，明天的月考卷子，大家签了字带回来。有谁敢自己签，那我就请他的爸爸妈妈到学校来亲自
每个人签一百遍，听见没有？啊？应该。好，嗯。哦，对了，我们学校马上就要校庆了，后面的板报要换一下。đẹp thật đó. Hoa Yên Tử. Bình minh thật đẹp. Đây là bản báo. Giáo sư, bạn nói gì? Chú tự nhiên lồng lại. Bạn học nghe CD thì đầu 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 周元，周元，周元，放过，拜拜。老Tưởng à, lão Tưởng, cậu nói cậu, được rồi, cậu đừng than thở nữa. Tôi gọi đây là đang giận dữ. Hai chúng ta không cần phải tổn thương nhau, ai cũng không có chỗ nào tốt. Đúng rồi, tôi nói với cậu, tôi hôm nay không ở nhà. Chiều nay tôi đi phỏng vấn ở công ty Minh Vũ. Thật sao? Tôi chọn chủ đề không giống như những gì thầy hướng dẫn kêu tôi làm. Ông ấy đã dừng phòng thí nghiệm nghiên cứu của tôi. Công ty Minh Vũ tình cờ có một cơ hội dự án phù hợp, cho nên tôi muốn đi thử. Vậy Minh Vũ có biết chuyện này không? Không biết. Tôi không muốn cậu ấy khó xử. Cố lên. Được, tôi đến nhà rồi. Vậy anh mau về nhà đi. Bye bye, anh về đi. Tôi cũng có thể giúp đỡ mà. Từ nhỏ đến lớn, bài học của cậu có được không? Người ta đều có yếu mà. Dù là Hoàng Phi Hồng cũng không biết vẽ tranh. Học lớp 1, cậu vẽ một chiếc máy bay vũ trụ. Cậu nhớ thầy nói nó giống gì không? Đông Quan. 你在我人生的第一双篮球鞋上面画了个鲸鱼，别人以为是什么来着？王八。所以啊，这次咱们画海贼。学校校庆，你画海贼？嗯。下课铃还没响起，心已飞到校外去。 Số bạn đang gọi hiện đang khóa máy, vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi. Hợp đồng, về cơ bản tôi đã xem qua rồi. Tưởng Dực vẫn chưa đến làm việc sao? Đúng vậy. Vậy cậu ấy xin nghỉ ở công ty hay không? Chuyện này tôi không rõ lắm. Cảm ơn. Được. Hoàng Doanh Tử, cô không tìm thấy Tưởng Dực sao? Đúng vậy. Cậu ấy cả ngày nay không đi làm. Hôm nay mê cùng họp dự án, cần cậu ấy tham gia. Nhưng đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến. Tình huống bây giờ không có lợi cho cậu ấy. Tôi biết, tôi sẽ đi tìm tiếp. 今天就算是黄飞鸿在这儿也得给你鞠一躬。关键等。你也太厉害了。Hôm đó những gì cô nhìn thấy ở công ty. Thật ra. Cậu ấy đã giải thích với tôi rồi. Không sao đâu. Lưu sở tôi được xong了吧? Anh mong lắm. Này, cái gì, người ta chỉ giao nữa. Sao rồi? Tư liệu luận văn của cậu tìm vẫn không được. Tôi vẫn tìm tiếp vậy. Vậy tiếp tục tìm thôi. Trang Diễn, tôi đi trước đây. Đứng lại. Nếu là anh thì chọn tao này mà. Qua đây với tôi. Chị gái à? Phục cậu rồi đó. Xin chào, số bạn đang gọi đã khóa máy. Xem đi, khóa máy. Tôi đã nói cậu còn không tìm được cậu ấy. Tôi tìm ở đâu chứ? Hai bọn tôi lại không ở chung với nhau. Cậu nói cái gì? Tôi nói gì sao? Hai người cậu không ở chung với nhau. Hai ngày trước cậu ấy có bàn chuyện gần nhà bọn tôi. Chuyện gì vậy?
sửa máy tính cùng tôi. Ở đâu? Thành phố điện tử Bình Lạc. Sau đó thì sao? Sau đó tôi gọi xe về trường học. Làm gì vậy? Thẩm vấn phạm nhân hay sao? Đến tôi mà cũng không tin. Đó là vì cậu có tiền án chứ sao? Lúc còn đi học, cậu và cậu ấy lúc nào cũng hùa nhau lừa tôi. Hôm nay cậu cũng không tâm trạng ăn cơm đúng không? Đùi gà cứ để tôi. Cậu có còn là con người không? Trả lại đi. Mặt của Doanh Tử chúng ta mà ốm quá thì không xinh đẹp nữa đâu. Phải có chút thịt mới được. Này, dáng vẻ bây giờ. Xin. Là một gương mặt có tâm sự. Hay là cậu khen cậu ấy nữa đi, không có phản ứng. Ăn cơm của cậu đi. Dù tôi có tâm sự thì sao chứ? Tưởng giật cậu ấy. Tưởng giật? Tưởng giật làm sao? Cậu ấy nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy ma vậy. Thấy tôi là bỏ chạy. Tôi chọc giận gì cậu ấy chứ? Gần đây tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã ốm tới mức nào rồi chứ? Sắp thi đại học rồi. Tỷ lệ nộp hồ sơ vào trường truyền thống lại rất cao. Lỡ như tôi thi không tốt thì chẳng phải cuộc đời tôi sẽ bị quỷ rồi sao? Nếu như bị quỷ rồi thì tôi không còn cách nào chơi cùng các cậu nữa. Nếu không còn cách nào chơi cùng các cậu nữa thì tôi sẽ một mình ở lại Hàng Thiên Thành. Được rồi, được rồi. Tôi nói. Tôi nói còn không được sao? Nhìn vào hình vẽ này, vì D phẩy D vuông góc với mặt phẳng ABCD nên D phẩy D vuông góc với AC. Cậu nghe hiểu cái này chưa? Viết vào đi. Có điều Tưởng Dực nè, gần đây sao cậu kỳ lạ vậy? Tôi phải cùng Hoàng Danh Tử đến Bắc Kinh. Giữ bí mật đó. Đây là bất ngờ. Giữ bí mật. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc cậu thích cậu ấy ở điểm nào chứ? Mũi, mắt hay miệng? Chỗ nào cũng bình thường. Nhưng gặp lại với nhau thì cũng được. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Mau lên, mau lên. Câu tiếp theo, câu tiếp theo. Được. Bước tiếp theo là lại gì BD vuông góc với AC nên AC vuông góc với mặt phẳng B phẩy B D D phẩy. Lại Lại luôn. Đâu lại không? OK. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão Tưởng nghiêm túc làm một chuyện đến vậy. Tăng 60 điểm trong vòng một tháng sau. Cái này nếu không phải gian lận thì cậu ấy chính là thiên tài rồi. Thật ra tôi cảm thấy chúng ta đều hiểu lầm lão Tưởng rồi. Chẳng qua là do cậu ấy tình nguyện làm một học sinh yếu thôi. Nếu cậu ấy thật sự muốn làm gì thì nhất định có thể làm tốt. Không. Cậu ấy nói với tôi, mỗi lần cậu ấy buồn ngủ thì chỉ cần vẽ một con cá voi là không buồn ngủ nữa. Sao còn khóc nữa? Đồ ngốc, cố lên. Thôi,
那你不许走。不走。我想啊。Cậu đi theo tôi làm gì? Là cậu đi theo tôi mà. Cậu đi theo tôi. Được rồi, tôi đi theo cậu. Vậy tôi cứ luôn đi theo cậu, có được không? Được thôi, kẻ theo đuôi. Vậy quyết định rồi nha. Gì mà quyết định hay không quyết định, tôi nghe không hiểu. Quyết định, sau này tôi gọi cậu là Tưởng Mỏi Dịch nha. Tưởng Mỏi Dịch. Cậu chính là Tưởng Mỏi Dịch. Tưởng Mỏi Dịch. Danh Tử về rồi sao? Con đi đâu đó? Ba con còn đang đợi con về tra điểm đó Danh Tử. Đợi con một chút đã mẹ. Con gái con đi đâu đó? Chúc dạ ông hậu yên. Câu lãnh đạo, câu đồng sĩ, đại gia hậu. Tôi là Tài bộ bộ Chính lý Cố Khải. Cảm ơn đại gia đối với tôi tin tưởng, để tôi có thể đứng ở đây tham gia tuyển chọn. Công ty hỗ trợ tôi từ một mới vừa tốt nghiệp đến bây giờ, chứng kiến tôi trưởng thành. 要做一个有野心、有自驱力的团队，这也是我对自身的要求。4年前，我从业务部门调到人力，这种角色的切换，让我更加全面、更深入地了解了公司，也了解了决定公司未来的核心，我们的人才。只要关乎公司的资产和效益，无论大小，都将会是我的分内之策。等等，人才是一家公司最核心的资产。 只有足够的信任感、归属感、价值和能量，我也有自信、有能力成为一名合格的行政副总，继续为公司而战。我还有一个问题想问一下二位。 晋升必定要面临团队的更迭，那对于原来团队的成员，你们有何计划？当然以公司利益作为考量，建立一个新的。Con trai, 我可能有些不一样的想法。我觉得人和岗位磨合容易，和人磨合难。 Mẹ giàu đó. 如果能力允许的话，我倾向于以前的团队。看来方经理还是个念旧。Con trai, uống sữa thôi. 今天就到这儿了，最终的结果呢，我们会。 经过讨论，尽快公示。散会。 Con trai, con đừng buồn nữa. Nỗ lực của con mẹ nhìn thấy hết. Chúng ta không thẹn với lòng là được rồi. Con xem, con chỉ mới ôn tập có một khoảng thời gian ngắn vậy đã đạt được thành tích rồi. Điều đó chứng minh con rất có tiềm năng. Đợi sau này khi đến Anh, mẹ lại xin cho con vào một trường đại học tốt. Đến lúc đó chúng ta cứ nỗ lực học tập, tương lai nhất định sẽ có bước tiến. Ai nói con muốn đến Anh? Không phải mẹ đang thương lượng với con sao? Con còn nói sao hai người tự nhiên trở về? Chỉ đợi con thi không tốt, sau đó lấy cớ đưa con đến Anh phải không? Không phải đâu.
thực sự không có ý đó mà. Con nói đi đâu vậy? Ba giờ mẹ thực sự chỉ nghĩ cho tương lai của con. Con nói xem, nếu như con không thi đậu đại học, sau này biết phải làm sao? Vậy thì đó cũng là chuyện của con, không liên quan đến hai người. Dù sao con cũng nói rồi, con sẽ không đi anh đâu. Con trai con khoan tức giận, con nghe mẹ nói. Chuyện này con không được bướng bỉnh như vậy. Được rồi, mẹ đừng nói nữa được không? Mẹ ra ngoài đi. Con xin mẹ. Bữa khác mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Uống sữa đi. Sao mấy người các cậu giống ba mẹ tôi vậy? Chẳng qua là không thi đậu trường đại học trọng điểm thôi. Không học trường tốt thì không có tương lai sao? Cậu học trường tốt mới có nhiều lựa chọn hơn. Vậy không phải càng có tương lai hơn sao? Được, vậy tôi lấy một ví dụ. Chúng ta có 10 cái máy tính, nhưng lại có 20 người muốn dùng máy tính để chơi game. Vậy chắc chắn sẽ có người không có được máy tính, có đúng không? Vậy số người muốn vào đại học tốt có nhiều như vậy? Trong 6 người chúng ta thì đã có 5 người. Tôi chỉ đưa cơ hội tốt cho những người đang cần nó hơn thôi. Nhưng cậu mới nghiêm túc học tập một khoảng thời gian ngắn đã tăng điểm nhiều như vậy, chứng tỏ nỗ lực thì sẽ có kết quả tốt. Hay là cậu ôn lại một năm nữa? Tôi có quay một lớp luyện thi lại rất giỏi. Thôi bỏ đi, cậu kêu tôi ôn thi lại chi bằng cứ xử bắn tôi đi. Hay là cậu cũng có thể ra nước ngoài học đại học. Chú cha gì không phải đã sắp xếp cho cậu sao? Đó là họ cảm thấy tốt, chứ tôi thì không hứng thú. Cậu học xong đại học ở nước ngoài rồi trở về, đến lúc đó cậu chính là du học sinh rồi. Tôi muốn đi cũng không đi được. Ghét tôi như vậy sao? Muốn đuổi tôi đi. Bọn tôi đều học đại học, mỗi mình cậu phải làm sao? Cậu có kế hoạch gì thì nói đi. Bây giờ không phải vẫn đang nghỉ hè sao? Tôi cũng chưa từng nghĩ về vấn đề này. Hay là tôi không học đại học nữa? Tôi thấy có thể tìm quán cà phê internet nào đó làm gì, hay là tham gia thi đấu game. Các cậu có người đi Bắc Kinh, có người đi Giang Châu, tôi có thể đến thành phố của các cậu làm gì, rồi thuận tiện tìm các cậu đi chơi. Doanh Tử, sao cậu không nói gì vậy? Cậu khuyên cậu ấy đi. Cậu ấy đã nghĩ xong rồi còn gì mà khuyên chứ. Tùy theo cậu ấy đi. Dù gì cũng là cuộc sống của cậu ấy. Dù cho có là lựa chọn lãng phí hay đáng được trân trọng, thì cũng là sự tự do lựa chọn của cậu ấy. Các cậu ở lại chơi đi, tôi về nhà trước đây. Chú ơi, dì ơi. Nè, cơm cũng nấu xong rồi. Đi, ra bàn ngồi đi. Dạ dì. Mẹ. Làm gì đó? Con nhìn chằm chằm mẹ làm gì? Ba mẹ Tưởng Dực đi về rồi, còn đến nhà chúng ta ăn cơm làm gì? Xem con nói chuyện kìa. Cái đứa trẻ này, Tưởng Dực, không nghe nó nói nữa. Đi ra bàn ngồi. Nè, sắp ăn cơm rồi. Mẹ nói con nghe, đây chính là tay nghề của dì Dương Đan. Con không thể nào hiểu được đâu. Ăn quen đồ ăn của mẹ rồi thì sẽ không quen ăn đồ ăn của người khác nữa. Tưởng Dực, con nói xem. Đúng vậy dì. Con ăn quen đồ ăn nhà dì rồi, không ăn chỗ khác được nữa. Cho nên, nếu con đói thì có thể đến đây. Vì đây chính là nhà bếp của con, lúc nào cũng có thể nấu đồ ăn ngon cho con. Dạ, cảm ơn dì. Được rồi, mau ăn cơm đi. Công sĩ không có quyền lợi vì bạn hoài hương để bạn giải quyết. 我发现我真的很难理解你，你到底站在哪个立场？我希望我能帮到你。邮件里说，是你指导月童隐瞒真相，等正式入职之后，再发现怀孕，真的吗？ 冯总。
没有做好背调，是我的失职。多không thích ăn tôm. 但是我确实是事后才知道的。Đợi chút, đợi chút. Con không thích ăn tôm. 从道德的层面。Không phải con thích ăn tôm nhất sao? Lúc trước còn thích, nhưng giờ khẩu vị thay đổi rồi, không thích ăn nữa. 年轻的时候，如果我。Con còn thay đổi khẩu vị nữa sao? Có thật là thay đổi không đó? 你是人事部经理，人事就要求我们从公司的利益角度出发，去思考问题、处理问题。Còn con gái nữa, mấy đứa các con, mấy đứa Minh Dũng nữa, đã thương lượng chuyện hè này đi đâu chơi chưa?Không dì ơi, bọn con đã bàn xong, tụi con sẽ đến củ trại câu chơi. Củ trại câu cũng tốt đó, có cảnh đẹp. Để chú đưa các con đi. Ba, con không đi. Con muốn vào đại học truyền thống nên nghỉ hè vẫn còn bài tập phải làm. Cái gì mà bài tập vào nghỉ hè? Không phải khó khăn lắm mới thi xong cuối cấp sao? Sao con còn không chịu ra ngoài đi chơi thư giãn chút? Mẹ, lúc thi cuối cấp 2 là mẹ và giáo viên bắt tụi con phải học mà. Lên đại học không giống như vậy nữa rồi, tụi con phải tự mình học.Còn nữa, khi lớn lên con người, phải biết lập kế hoạch cho tương lai. Làm gì có kiểu ngày ngày vui chơi, không làm cái gì nữa chứ. Con gái chúng ta lớn thật rồi, hiểu chuyện rồi. Nhưng mà mấy đứa các con, sau khi lên đại học mỗi đứa một phương rồi, trước khi đi vẫn nên làm gì đó chứ. Đúng vậy. Chú nói rất đúng. Với lại con cũng đi Bắc Kinh, đến lúc đó con vẫn có thể. Ba, hồi nhỏ là chuyện hồi nhỏ. Mỗi người đều phải có việc bản thân mình muốn làm, sau này có người xử lý mọi việc tốt. Lại có người mỗi ngày đều rất bận rộn.Rồi sẽ không bao giờ có thể ở cạnh nhau nữa. Hoàng Doanh Tử, cậu cũng không phải mỗi ngày nói với tôi những lời này đâu. Tôi đi Bắc Kinh cũng không phải là vì cậu. Những lời tôi nói cũng không phải để cho cậu nghe. Trong lòng tôi chính là nghĩ như vậy đó. Ăn xong rồi. Tưởng Trực, con ở lại chơi chút nữa đi. Con phải về rồi gì? Nhờ gì nói với Doanh Tử một tiếng là con về trước. Xá cầu gì, đợi thông chí 不就好？刚开始郭凯势在必得，但述职以后，方经理明显压他一头。Doanh Tử.Nghe nói kết quả thi của con không tệ. Chúc mừng con. Không có đâu. Chỉ tính là tạm ổn thôi gì. Dì và ba của thằng bé thường ở nước ngoài làm gì? Làm ba mẹ đúng thật quá vô dụng. Cho nên dì mới cân nhắc đến việc tìm một trường tốt ở nước Anh. Thằng bé muốn học thiết kế game, chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng bây giờ thằng bé sống chết không chịu ra nước ngoài. Dì biết, so với chúng ta,nó đối với các con thân hơn nhiều. Con biết rồi gì? Con sẽ về nói với các cậu ấy, xem làm sao để có thể thuyết phục được Tưởng Dực. Không không, chuyện này chỉ có thể dựa vào con thôi. Mặc dù mối quan hệ của sáu đứa đều tốt, nhưng dì biết trong lòng thằng bé, người mà nó quan tâm nhất là con. Tương lai sau này của thằng bé.Tưởng Dực đều phải trông chờ vào con rồi. Dì thật sự cảm ơn con. Lần này dì chỉ có thể xin con thôi. Dì à, dì đừng làm vậy. Dì à, dì yên tâm đi. Con biết nên làm sao. Hiện tại bị lì cái chức vị, phản lý bất nhân.Vậy hôm nay cậu gọi tôi ra đây làm gì? Đi dạo cùng tôi đi. Chúng ta đi đâu vậy? Trang Diễn, có phải cậu vẫn luôn nghĩ Tưởng Dực là một người không có khát vọng không?Cũng không phải là người không có khát vọng. Chỉ cần ở bên cạnh cậu cũng coi như là một loại chí hướng. Nhưng có một ngày cậu ấy nói với tôi, cậu ấy cũng có ước mơ. Vậy ước mơ của cậu là gì? Nhà thiết kế game. Lúc đó tôi rất vui, bởi vì tôi nghĩ tôi là người đầu tiên biết ước mơ của cậu ấy. Doanh Tử,
sao tôi thấy hôm nay cậu cứ kỳ lạ sao đó? Quan于月童的事情，我也有几句话想对大家说。作为公司的 HR， 我的工作职责就是把一条条的规章制度和一项项的合同条款编织成一张协议的话，以此保障公司的利益不受损。但是在这么多年工作当中，我越来越发现，这张网有时候变得过于理性和无情。从来没有一条法律规定，公司因为员工怀孕就可以劝退，而我个人也不觉得一个女性为了一份工作需要隐瞒自己怀孕。Cậu nắm tay tôi làm gì? Gần đây có một chàng trai theo đuổi tôi, cậu ta cứ luôn quấy rối tôi, cho nên cậu cùng tôi diễn kịch, giúp tôi đuổi cậu ta đi. Là vậy sao? Vậy thì cậu nói sớm đi chứ. Phương Minh Vũ, tôi cũng làm HR. Cậu nói những tình huống này tôi hoàn toàn có thể hiểu. Chuyện Vũ Thông cậu xử lý không đúng, nhưng cũng lộ ra những khiếm khuyết của công ty. Công ty sẽ có cách xử lý tương ứng. 要因为这样的事情而辞职，至于吗？谁那么冲动啊？我提出辞职，不仅仅因为这一件事。Người đó ở đâu vậy? Đừng quay đầu. 我在咱们公司工作了八年三个月。我为了追求事业上的成功，失去了一些自我，也失去了光明正大谈恋爱的机会。如果我爱上了一个同事，我就不得不隐瞒。但是今天，我不想再隐瞒了，郭凯。我觉得我们都应该勇敢一点，把这段关系公开。多久了 ？Cậu ta đi chưa？ 一年多了。Vẫn chưa？ 冯总 ，Đừng quay đầu。对不起，身为公司的 HR， 我明知故犯，所以我不得不辞职。对不起。Cậu sao vậy? Sao còn khóc nữa? 各位领导。Không sao. 我觉得我可以解释我们这。Mắt tôi bị cát bay vào thôi. 说的不够清楚吗？我累了，不想再隐瞒了。你不是不想隐瞒，你就是故意的。Cậu, xin lỗi mà, coi như tôi nợ cậu đi. 没错。Tôi nhớ trong lòng mà. 我是。Cậu được thật. 你现在怎么目光那么短浅啊？Có điều, cậu cũng nở thật sao? 还不是为了我们俩。Nở, Cố Khải. Đương nhiên không nở rồi. 我们俩。Nhưng tôi càng không nở. Để cậu ấy chỉ ở lại bên cạnh tôi mà giả vờ thành một người không có khát vọng.Cậu ấy có giỏi như vậy, thông minh như vậy. Tài năng của cậu ấy không nên chỉ để cho mỗi tôi nhìn thấy. Cậu ấy đáng được nhiều người nhìn thấy hơn. Vậy bây giờ cậu không hối hận sao? Nói không hối hận là giả. Nhưng chuyện khiến tôi càng hối hận hơn là tôi không thể để cậu ấy biết sự thật năm đó. Cho nên bây giờ cậu ấy mới luôn nghĩ giữa hai chúng tôi có người thứ ba. Trương Yên, tôi từ chức rồi.Đợi đã. Ý cậu là đến giờ cậu ấy vẫn còn hiểu lầm hai chúng ta. Cũng không đến mức đó. Trời ơi, sau khi cậu ấy trở về, cậu ấy lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn luôn không có cơ hội giải thích. Không được, cậu nhất định phải giải thích rõ với cậu ấy. Không sai, nhất định phải nói rõ. Cậu phải giải thích đàng hoàng với cậu ấy. Giải thích đàng hoàng. Gọi điện cho cậu ấy đi.Tôi sẽ nói rõ với cậu ấy. Đúng, tôi sẽ gọi điện. Bây giờ sẽ hẹn cậu ấy ra ngoài ngay. Chuyện này sao có thể không giải thích rõ ràng chứ? Bắt máy rồi. Lúc nãy không phải còn tắt máy sao? Lại lừa tôi. Alo, Lão Tưởng.
Có chuyện gấp gì mà bắt tôi đến đây? Không thể về nhà nói sao? Về nhà? Về nhà nào vậy? Chút nữa tôi về nhà cậu ấy lấy chút đồ. Không có chuyện gì thì tôi đi đây. Có chuyện có chuyện. Nè nè, đến đây. Ngồi trước đi, ngồi trước đi. Tưởng Dực, cậu không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy. Tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể thông qua bên trung gian lừa cậu ra đây. Bên trung gian? Tôi hả? Được, vậy hai cậu nói chuyện đi. Tôi không ở đây so sự chênh lệch của hai cậu nữa. Cậu ngồi đây. Tưởng Dực, tôi đến đây để xin lỗi cậu. Cậu bớt giận đi. Cậu xem thử cậu muốn uống gì, tôi gọi giúp cậu. Bỏ ý sợ. Cậu là bên trung gian đúng không? Vậy phiền cậu nói với cậu ấy, tôi không muốn uống gì hết. Cậu ấy nói cậu ấy không khác. Vậy cậu giúp tôi hỏi cậu ấy, khi nào cậu ấy mới bớt giận? Doanh Tử nói với cậu, cậu ấy nói cậu đừng nhỏ nhen như vậy, mau chóng nguôi giận đi. Tôi không có nói cậu ấy nhỏ nhen. Cậu ấy không nhỏ nhen. Cậu ấy nói cậu không nhỏ nhen. Tôi giận là vì cậu ấy nói không giữ lời. Cậu ấy nói về cậu nói với cậu ấy, hôm đó là tình huống khẩn cấp, tôi thật sự không cố ý. Dừng lại. Khoảng cách của hai cậu không đến một mét, không thể tự nói chuyện với nhau sao? Lão Tưởng, hôm nay Doanh Tử gọi cậu ra đây, thực ra là có lời muốn nói với cậu. Tưởng Dực, lần này tôi đến thật sự là muốn xin lỗi cậu. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ rất tức giận. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu cho tôi một cơ hội giải thích. Hôm đó sau khi tan làm, tôi đã nhìn thấy Đinh Dã đứng trước cửa rồi. Anh ấy trực tiếp kéo tôi lên xe, cũng không nói với tôi là đi đâu. Lúc ở trên xe tôi đã gửi tin nhắn cho cậu, bởi vì tôi tưởng sẽ đi nhanh lắm. Kết quả là bọn tôi lại đi lên núi. Trên núi hoàn toàn không có tín hiệu. Không có tín hiệu thì không thể tự đi được sao? Chân mộc trên người cậu cứ nhất định phải ở lại đó qua đêm. Tôi cũng muốn về lắm, nhưng anh ấy nói anh ấy muốn xem mặt trời mọc. Tôi không có cách nào từ chối. Cứ muốn xem mặt trời mọc vào hôm đó, không xem thì sẽ chết sao? Anh ấy hiểu rồi. Cậu nói đây là chuyện riêng của anh ta đúng không? Quan Doanh Tử, cậu có còn nhớ không? Lần trước chính là ở đây cậu nói với tôi sao hả? Cậu nói hai người chỉ là bạn. Vậy được thôi. Cậu vì anh ta mà cho tôi leo cây, cậu có ý gì? Tôi không phải bạn cậu sao? Hai người không giống nhau. Đúng, tôi nhìn ra.